Xin chào quý anh chị, hôm nay chúng ta sẽ review về dự án Long Tân City. Thì trước mắt quý cô bác anh chị là dự án Long Tân City tọa lạc tại đường 25C Nhân Trạch, Đồng Nai, là đường chính đi thẳng đến sân bay quốc tế Long Thành. Tuyến tương lai sẽ trở thành cung đường tỷ đô tại Nhân Trạch khi sân bay Long Thành được khởi công và hoàn thành. Dự án với quy mô là 77 hectare. Tại đây có đủ các tiện ích như công viên cây xanh, tổ hợp, siêu thị, khách sạn, giải trí, trung tâm hành chính y tế, trung tâm thương mại và các trường học. Thì chia làm 3 giai đoạn là giai đoạn 1 là 50 hectare, giai đoạn 2 là 27 hectare và giai đoạn 3 là 83 hectare với diện tích là 95m² và 200m² đến 200m². Với vị trí đắc địa tại đường 25C đi thẳng sân bay Long Thành, thì với mức giá hiện tại của Long Tân City là trục đường 13m, giá từ 13 triệu đến 15 triệu. Trục đường 17m giá từ 15 triệu đến 16 triệu và trục đường 22m giá từ 18 triệu đến 20 triệu và giá trục đường 30m là giá từ 19 triệu đến 20 triệu và trục đường to nhất là trục đường 35m là giá từ 20 triệu đến 22 triệu. Nhưng mà giá này là giá chào bán của những anh chị mua vào những thời đỉnh điểm. Ở hiện tại những cái nô mà đường 13m, đường 17m giá đã giảm từ 3 đến 4 triệu so với mặt bằng chung. Nhưng mà hiện tại vẫn kém người mua. Thì trước mắt quý anh chị là những cái nô đất, những cái căn nhà được xây dựng để hoang, không có ai ở cả. Vì thực tế dự án này xây dựng từ năm 2002 và được hoàn thành, vị trí rất là đắc địa, nhưng mà do lý do chủ quan và lý do khách quan chưa kéo được người dân về để ở, rất là lãng phí. Thì thời gian tới đây sân bay Long Thành được hoàn thành thì cũng mong diện tích của Long Tân City và những dự án của Nhân Trạch tại thị trường Nhân Trạch sẽ được những cư dân được về đây xây dựng và để Nhân Trạch sẽ trở thành một cái nơi trung chuyển, trung tâm tại giáp ranh giữa Sài Gòn và sân bay Long Thành, vị trí rất là đẹp. Thì trên đây là những cái ý kiến và những cái đóng góp của em Tuấn. Thì anh chị quan tâm đến thị trường Nhân Trạch hay là cần review về những nô đất tại thị trường Nhân Trạch, có thể alo với em Tuấn, số điện thoại hiện trên màn hình. Anh chị nhớ đăng ký kênh để khi em Tuấn đăng video mới nhất về tiến độ những dự án của Nhân Trạch, anh chị sẽ nhận được những video mới nhất của em Tuấn. Em Tuấn xin cảm ơn và hẹn gặp lại.